Hello mọi người. Xin chào mọi người. Chào đón mọi người quay lại với series chuyện cười của Khắc Công. Chuyện cười đầu tiên của ngày hôm nay chúng ta cùng đến với huyền thoại Vova. Câu chuyện có tên là Vova tập vẽ. Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp, khắp mình ông dán đầy bông băng. Ông mặc váy vừa lê bước vào để nghe cô kể tội con mình. Bác xem này, em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên, tôi đập một phát chảy cả máu tay. Trời ơi, thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái của tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. Úi chao. Tài năng Vova vẽ siêu thật, vẽ con ruồi trên cái đinh mà nhìn không ra cái đinh, chỉ thấy con ruồi. Vẽ tranh 3D, phải gọi là ông nội của 3D luôn. Vẽ trên đống thủy tinh mà ra mẹ là ông nội luôn. Hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh. Chất Vova vẫn luôn chất và vẫn luôn làm chúng ta không thất vọng các bạn nhé. Câu chuyện tiếp theo có tên là Rút ra. Tuấn, hôm qua cậu có bị điểm kém kiểm tra môn toán, cậu có rút ra được điều gì không? Hùng, mình thì không nhưng bố mình thì có đấy. Tuấn, thế à, bố cậu rút ra điều gì vậy? Bố mình rút ra roi, ăn roi đau lắm. Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, dùng linh hoạt thế ớn luôn, cũng là một rút ra nhưng mà là rút ra roi. Rút ra roi, ăn roi đau lắm. Câu chuyện tiếp theo có tên là Hai quả rưỡi. Hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Tí, sao dạo này cậu học toán khá chứ? Tèo, cũng không đến nỗi tồi. Thế thì tớ có hai con gà mái đẻ ra 5 trứng. Vậy một con đẻ bao nhiêu trứng? Dễ ợt, một con đẻ 2 quả rưỡi. Tí chấm hỏi. 2 quả rưỡi. Không, nhưng mà nếu mà theo xác suất thống kê là tính như vậy là chính xác, 2 quả rưỡi. Câu chuyện tiếp theo có tên là Trống ra, trống vô. Có anh chồng kia rất ham ăn. Một hôm, hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng, luộc một con gà cùng ăn, ăn được vài miếng, nghe chị vợ sởi lởi. Con gà béo quá hén mình, chồng vừa nhồm nhoàm nhai, vừa quay sang mắng vợ. Đang đậu gần rừng mà nói béo béo, bộ không sợ cọp nó ra sao? Chồng ghe ra. Chị vợ lui cui lấy xào làm theo lời chồng, còn anh chồng vẫn nghiền ngấu ăn hết miếng này đến miếng khác. Vừa ngồi xuống mâm, chị vợ nói: tôi nói vậy có gì đâu mà mình nổi thầu lậu lên vậy. Anh chồng quay sang nạt: đang đậu giữa dòng mà nói nổi thầu lậu, bộ muốn giông gió cho chìm ghe phải không? Trống vô. Chị vợ không dám cãi, lúi húi chống ghe vô, gặp nước chảy mạnh toát mồ hôi, chị mới đưa được ghe vào bờ. Đến lúc này chị quay vào mâm thì chỉ còn lại mấy cái xương gà. Anh chồng nói với vợ: phải cẩn thận vậy mới chắc ăn. Thăm ăn dưới trời. Cái này đúng kiểu câu này luôn á, miếng ăn là miếng nhục luôn á.
Ông chồng lại vừa nhục vừa đểu đấy chứ. Tham ăn kinh thật. Bà vợ ngon quá, chồng nói gì nghe theo. Câu chuyện tiếp theo có tên là Đừng hòng mà thoát. Một người đàn ông bước xuống sân bay với một vali rất lớn. Nhân viên hải quan ra lệnh mời ông mở ra để chúng tôi kiểm tra hành lý. Bên trong vali dưới lớp quần áo có giấu 20 vạn thỏi vàng. Tội anh nặng đấy. Gã đàn ông vừa nói vừa rút bao thuốc ra mời. Tôi biết tôi sai rồi, anh hút thuốc nhé. Nhân viên hải quan giận dữ nói, đừng hòng mua chuộc được tôi nhé. Cất thuốc đi. Gã đàn ông năn nỉ, vậy thì tôi tin chắc là anh không có lửa. Hãy để cho tôi sang cửa hàng ở gần đây mua bao diêm. Xin anh hãy cho tôi hút thuốc lần cuối. Tôi sẽ để vali ở đây làm tin. Thôi được, tôi cho anh 2 phút, không hơn không kém. Tất nhiên là gã buôn lậu chuồn thẳng. 3 tháng sau, hắn ta lại xuất hiện và xách chiếc vali còn to hơn lần trước. Thật xui xẻo là hắn lại gặp đúng anh nhân viên hải quan cũ. Quả đất tròn, ta lại gặp nhau. Nào, mở vali ra xem nào. Lần này số vàng nhiều gấp đôi, cũng giấu dưới lớp quần áo. Gã buôn lậu lại giở trò, mới hút thuốc. Mời hút thuốc. Anh nhân viên hải quan lập tức lên tiếng chặn ngay ý đồ đen túi. Anh thừa biết là tôi không hút thuốc và cũng không có bật lửa hay diêm trong người, nhưng tôi sẽ không mắc lừa đến lần thứ hai đâu. Mời anh giữ vali, tôi sẽ đi mua hộ anh bao diêm để anh hút thuốc lần cuối. Anh nhân viên hải quan thì mà ngờ ngạch vậy trời. Lại chạy được lần thứ hai rồi, không biết có gặp lại lần thứ ba cho quả đất tròn không đây. Mời anh giữ vali, tôi sẽ đi mua hộ anh bao diêm để anh hút thuốc lần cuối. Chạy mẹ đồ đâu còn đâu nữa mà hút thuốc lần cuối. Câu chuyện tiếp theo có tên là Hè và Đông. Tí đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè? Tèo, dễ ợt, mùa nắng nằm ngoài hè thì mát. Tí, thế sao mùa rét gọi là mùa đông? Vì mùa rét nằm đông người ấm chứ sao? Lý thuyết của Tèo rất là VIP, rất là crazy. Những suy nghĩ của số ít người trong đám đông. Câu chuyện tiếp theo có tên là Đĩa đậu phộng. Vâng, là câu chuyện của Thánh Vova của chúng ta. Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua. Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà. Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocola cơ đấy. Vì không có răng nên bà đã mút hết lớp vỏ chocola bao quanh hạt đậu phụng rồi. Vova ủa. Ôi Vova ơi, số hơi bị nhọ. Cho Vova chừa. Chết mày chưa, cho mày chừa. Chắc thấy ngon và bùi hơn đậu phụng nên chén hết. Câu chuyện này hơi mất vệ sinh nhưng mà cái độ hài hước thì gọi là kinh khủng luôn. Lúc trước nó còn là đĩa chocola cơ đấy. Vì không có răng nên bà đã mút hết lớp vỏ chocola bao quanh hạt đậu phụng rồi. Ôi, ba mày chắc cảm thấy đắng lắm. Xưa nay chuyên đi chôn người khác mà hôm nay bị người khác chôn.
Câu chuyện tiếp theo có tên là Của ai? Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về cho người chồng, do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng. Quan tòa hỏi người chồng: anh có điều gì muốn nói nữa không? Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con. Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút, một hộp coca rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy? Anh chàng nói chuyện thâm đấy. À, nhân đây Khắc Công bữa mới đọc được một câu chuyện khá là vui các bạn ạ. À, hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị, hai người cũng có một đứa con chung luôn. Tòa tuyên xử là một đứa con thì không thể nào chia được, yêu cầu hai người về nhà đẻ ra một đứa nữa rồi lại mang lên tòa xử. Một năm sau, hai vợ chồng lại ra loại tòa, và lần này là ba đứa con, và tòa vẫn không thể nào xử được. Muốn ly hôn lắm nhưng mà ông trời không cho phép rồi. Câu chuyện tiếp theo có tên là Can đảm lên anh. Một anh chàng say khướt về nhà, đập cửa gọi vợ: em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ. Ồ, là anh đó à? Vâng, chuyện đó bình thường mà, anh nhậu hết tháng lương rồi. À, em có thể hiểu, xe anh bị cảnh sát giữ, chuyện đó đương nhiên thôi. Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất đời. Mà em ơi, anh đã trót tặng cho một cô gái chiếc nhẫn vàng của anh rồi. Ơn Chúa, em thật là may mắn. Sao, em vui ư? Vâng, vì em chỉ là hàng xóm của anh thôi. Còn vài bước chân nữa là anh tới nhà rồi. Hãy can đảm lên và chúc anh may mắn. Can đảm lên nha anh, can đảm lên nha anh, can đảm lên. Chỉ là một người vợ thôi mà, đâu phải sư tử Hà Đông đâu. Câu chuyện tiếp theo có tên là Quả nhiều C. DD, bà có biết quả nào có nhiều C không? TVH trả lời: quả cóc. DD: why? Tại sao? TVH trả lời: vì cóc có hai chữ C lận mà. Cóc có hai chữ C à? Ờ đúng rồi, cờ óc cóc. Đúng là có nhiều C. Đúng kiểu chôn thật. Câu chuyện tiếp theo có tên là Bóp méo sự thật. Trong công viên, một đôi trai gái đang tâm sự. Cô gái: em tính đi giải phẫu nâng ngực. Ý anh sao? Chàng trai: em phải tôn trọng sự thật chứ, dù cho sự thật thế nào đi chăng nữa. Một lát sau, cô gái: anh thôi đi, sao cứ bóp méo sự thật mãi thế? Sao cứ bóp méo sự thật? Lại bóp bưởi rồi. Vâng, câu chuyện tiếp theo có tên là Người bình tĩnh. Ba người bạn Mỹ, Pháp và Đông Lào ngồi uống cà phê ở một quán cà phê nọ. Hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi: theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một người bình tĩnh? Anh Mỹ lên tiếng: tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, người bình tĩnh là tôi, không bắn đôi gian phu dâm phụ đó. Anh Pháp: tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ thấy vợ đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, người bình tĩnh là tôi, không bắn đôi gian phu dâm phụ đó. Và nói: xin lỗi ông bà cứ tiếp tục. Anh người Đông Lào:
Theo tôi thì tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ thấy vợ tôi đang nằm với người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi dâm phụ đó và nói: xin lỗi ông bà, cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì nó mới là người bình tĩnh. Hay, đúng rồi. Gặp cái tình huống mà tiếp như vậy mà còn tiếp tục được thì đúng là bình tĩnh thật. Vãi ba thanh niên, gặp vợ đang nằm với thằng khác rút súng ra mà không bắn. Vãi. Mấy thằng này thích bị cắm sừng rồi. Vâng, những ông chồng thích được cắm sừng và thích đổ vỏ của năm. Video này của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong series chuyện cười tiếp theo của Khắc Công nhé. Hãy cùng cười sảng khoái với Khắc Công nào mọi người. Những ông chồng đổ vỏ và cắm sừng thoải mái.